Thưa quý vị, mưa lũ ở Trung Bộ khả năng sẽ còn kéo dài bởi vì áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng tiến gần vào đất liền. Cụ thể, vào lúc 1 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Bình Định khoảng 470 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ mạnh lên thành bão, sau đó tiến gần về phía đất liền của Trung Bộ. Khả năng trong vòng từ 1 tới 2 ngày tới thì bão sẽ đi vào đất liền Quảng Nam tới Bình Định, sau đó thì suy yếu dần. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong vòng 1 ngày tới là phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 115 độ Đông. Hoàn lưu của bão kết hợp với gió mùa Đông Bắc sẽ gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung từ ngày mai cho tới ngày 13 tháng 10. Có nguy cơ xảy ra lũ chồng lũ, tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, đô thị từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế. Từ nay tới ngày 14 tháng 10, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và cả Gia Lai, Kon Tum. Mưa lớn vẫn đang tiếp tục trút xuống các địa phương vùng núi của tỉnh Hà Tĩnh. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về các hồ chứa với dung tích lớn. Địa phương này hiện có tổng cộng là 350 hồ đập lớn nhỏ. Tuy nhiên, các hồ đập đã lâu năm, phần lớn đã bị xuống cấp nên nguy cơ mất an toàn hồ đập là rất lớn. Hồ chứa nước Đập Tràng thuộc địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sau gần 30 năm vận hành, phần thân đập đã bị rò rỉ nước với lưu lượng 2 lít trên giây. Theo cả cơ quan chức năng, nếu phần thân đập bảo hòa nước thì nguy cơ vỡ đập là rất lớn, nhất là khi nguồn nước lũ đang đổ về như hiện nay. Và hiện nay khu vực này rất nguy hiểm. Nếu như mà lũ to thì sẽ không những ảnh hưởng với trục gia đình ở đây mà còn ảnh hưởng cả cái xã Hương Thủy. Còn tại hồ chứa nước Cày Gỗ, hiện nguồn nước từ thượng nguồn đổ về hồ khá lớn. Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua nên mực nước hồ đã đạt 60% dung tích thiết kế. Nếu không đảm bảo quy trình vận hành thì nguy cơ mất an toàn hồ đập là rất lớn. Trên địa bàn Hà Tĩnh thì qua cái rà soát của cơ quan chuyên môn, hiện nay có khoảng trên 50 hồ đập xuống cấp, cần phải có cái giải pháp. Vì vậy cho nên là trước cái mùa mưa lũ, yêu cầu các địa phương, các chủ quản lý công trình phải chủ động đối với những hồ mà không đảm bảo an toàn thì không được tích nước. Hà Tĩnh hiện có 350 hồ đập lớn nhỏ, phần lớn các hồ chứa nước có dung tích từ 2 đến 5 triệu khối, được đầu tư cách đây 30 đến 40 năm, hiện đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Một số hồ chỉ đắp bằng đất nên rất nguy hiểm. Do số lượng hồ đập xuống cấp khá nhiều, kinh phí lại hạn hẹp nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đề nghị là tuyệt đối không tích nước hoặc là tích nước hạn chế đối với các hồ chứa mà có cái nguy cơ là rủi ro rất là cao hoặc là có cái khả năng có thể là không đảm bảo an toàn. Thì đây là vấn đề rất là lớn. Và một cái điểm nữa thì đối với các hồ chứa mà đang thi công thì cần phải chủ động bố trí các nguồn lực cũng như là nhân vật lực đầy đủ để mà đảm bảo phòng lũ. Hà Tĩnh đã từng bị vỡ đập hồ chứa nước gây thiệt hại nghiêm trọng cho vùng hạ du. Với tình hình mưa lũ như hiện nay thì nguy cơ mất an toàn hồ đập sẽ là rất lớn nếu như không được vận hành điều tiết nước hợp lý. Thế còn tại Quảng Nam, mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến cho nhiều địa phương ở các địa bàn miền núi của tỉnh này bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là rất có khả năng xảy ra lũ chồng lũ. Như tại huyện Tây Giang, mưa lũ đã gây sạt lở rất nhiều tuyến đường trọng yếu, nhiều nhà dân có nguy cơ bị sập, bị lũ cuốn trôi. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ người dân chèn chống nhà cửa, di dời tài sản tới nơi cao ráo để đề phòng nước lũ tiếp tục dâng cao và sạt lở núi. Còn tại huyện Nam Trà My, khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để tổ chức di dời người dân tới nơi an toàn, đồng thời triển khai phương tiện san ủi khối lượng đất đá để nhanh chóng thông tuyến các trục đường, không để tình trạng thiếu thốn lương thực xảy ra. Trưa nay, lực lượng cảnh sát biển đã đưa toàn bộ thuyền viên và tàu cá gặp nạn tại khu vực cửa sót của tỉnh Hà Tĩnh về an toàn. Tàu cá gặp nạn vào sáng nay và sáng ngày hôm qua nhưng mà do sóng lớn, gió lớn mà tàu cứu nạn nhỏ không thể tiếp cận được. Sau khi nhận được thông tin, được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 lập tức điều động tàu có lượng giãn nước lớn đang làm nhiệm vụ khẩn trương cơ động tới vị trí tàu cá gặp nạn để cứu hộ cứu nạn. Và do điều kiện sóng quá lớn, tới 23 giờ đêm qua thì tàu cảnh sát biển mới làm xong dây và tiến hành lai kéo tàu cá. Sau khi được đưa vào bờ an toàn thì hiện sức khỏe tinh thần của cả 6 thuyền viên trên tàu đều ổn định.